Rồi, chào tất cả anh em. Nay lại tiếp tục gặp anh em trên chiến trường tiếp tục nha. Nay có bộ 1.1 rồi thùng Milwaukee rồi Boss 14 Gold 3 chức năng cưa xích không than là tùm lum. Nói chung không than có than tùm lum. Anh em coi rồi biết tùm lum là hết đó nha. Rồi, đầu tiên bán hai cái thùng. Thùng này là thùng Milwaukee 18 Gold M18. Này là nó ghi là chứa được hai máy nha, một máy khoan có búa nè, đấy. Rồi một máy ăn vít nè, một cục pin nè, một cục sạc nè, cái thùng nè, ha, ừ. Rồi gì đây M18 rồi 3697 gạch 22 rồi gì đây, ha, ừ. Thùng không, thùng này thùng hai lớp cho nên anh em bỏ đồ nghề rồi lột ra bỏ đồ nghề cũng được mà anh em bỏ máy cũng được, bởi vì nó là chứa được hai máy, một máy khoan một cái ăn vít, đây nè. Catalog đi tùm lum. Nè anh em cứ phép một mặt anh em bỏ đồ nghề cũng ngon nữa. Thùng là thùng Mỹ mà nha. Trong này nó có gì vít nè. Cái bộ của nó đó nha, khoan. Khoan ba chức năng nè, khoan có búa. Rồi gì đây? Thập cẩm gì đây? À cái này là cho anh em mua về là coi là tất cả các loại máy về Milwaukee nha. Từ máy mài tới máy hút bụi, thổi bụi, cắt cáp rồi nó làm trong này nè. Anh em giờ coi nghiên cứu là mình thích máy gì là mình gọi nha. Gọi qua Mỹ nó đặt. Đấy. Tùm lum là M12 rồi gì ha. À, anh em cứ coi thử mình cần máy gì, trong này là có máy cắt cáp rồi, máy uống sắt rồi, máy tùm lum máy. Mình cứ coi thử là thằng Milwaukee nó có những máy gì đằng này nha. À, coi như mình tìm hiểu. À, cái dòng Milwaukee nó có những máy gì, cắt rung cắt đôi gì cũng có cái này nữa nè. Ôi xa, tầm lâm tà la, học chưa. Rồi có sạc, có pin nữa nè. À, ừ. Rồi. Hai cái tô lô, một cái khoan, một cái vít. Là trong cái thùng này nè, nó chứa cái thùng này nè. À, rồi. Nó như vậy nha, thùng là chưa qua sử dụng. Gọi là thùng chưa qua sử dụng. À, anh em muốn bỏ đồng nghề là anh em bỏ cái lớp. Thường anh em người ta mua về á, khách là mua về họ bỏ cái lớp đâu, bỏ lớp một nè là người ta bỏ đồ nghề rồi thôi, cho rộng rãi. Còn thứ hai anh em cứ bỏ máy, bỏ máy bán vít nào cũng được hết. Trong này là có một máy bán vít và một máy khoan. Máy khoan thì nó nằm đây, máy bán vít nằm đâu á, đây rồi nha. Rồi cái này được hai thùng đó. Tất cả hình thức thanh toán là anh em chuyển khoản đủ nhận hàng thanh toán phí ship 10 cây như 1 cây, 1 cây như 10 cây nha. Thùng này chưa qua sử dụng. Gọi là chưa ấy đó. Rồi. Tem mạc rồi đầy đủ hết. Mới tin như Ngọc Trinh. Ngọc Trinh giờ đua xe rồi. Không dám nói, không dám nói tới chị ấy nữa. Rồi. 3,5 thùng. Nha. Thùng Milwaukee Blue không than luôn, mới chịu. Đấy, thùng không than luôn nha. Rồi 3,5 thùng không khố. Hai cái anh em tranh thủ 350.000 cái nha, chuyển khoản đủ nhận hàng thanh toán phí ship, cái nào như cái đó. Rồi một cây vít Milwaukee 18 quên không than ha. Pin nhận sạc nha. Đầu cổ cứng. Cái tập đâu? Đây. Đầu cổ bao lắp. Nè, cái này là bị cắt rồi, mình không có vơ nha. Cắt rồi mà nó tuột ra là bởi vì mình làm cho nhanh á, chứ khỏi mấy con kéo rồi đứng kéo rồi ra ha. Mình cắt để cho mình test máy cho các bạn. Rồi. Máy hơi ngoại hình hơi tàn nha, không than 18 V. Đấy, thằng này là không có chỉnh lực nha. Ruột gan phèo phổi là anh em cứ xài thoải mái. Đấy, đầu cổ không lắc. Rồi, giá nhẹ nhàng ra đi 7 xì. Không than 18 V cái giá này nha. Rồi. Mã số 1, thân máy 700.
số 1 thân máy 700. Số 2 này có chỉnh lực nha. Một, hai, ba. Đầu cổ thì bao lắc, bao cứng nha. Máy đẹp, đẹp sơ thôi chứ không đẹp, đẹp dễ nhìn thôi chứ không đẹp mới nha. Rồi, tập tập chứ, chưa tập tập mà nôn đi đâu. Thôi trời, quá cực kỳ. Rồi, thân máy chỉnh lực cái đồ bài bản, đầu cổ không lắc nha. Rồi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ra đi, ra anh em với giá 8,5. Rồi, mã số 2, 8,5. Số 3 pin 5 chấm Milwaukee nha, nhận sạc. Sạc này anh em là sạc điện 100V được, 220V được. Nguồn đây hiện tại đang là điện 100V để mình test những cái sạc này. Đây mình đã test nguồn 100V. Anh em về cắm 22 cháy anh em alo mình nha. Cắm 22 cháy alo mình. Mình bảo đảm bán cho anh em cây khác. Bây giờ mới cắm 22 ok nha. Rồi. Đó là đùi 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 giỡn thôi. Rồi nhét pin. Sạc được 12V và 18V. Rồi, lên đứng. Nha, vậy là đang sạc. À đứng đỏ là đang sạc. Rồi. Một cục. Cục thứ hai. Đứng đỏ. Nha. Rồi. Pin là mình để cho anh em với giá là 5,600,000 cục. Sạc 400. Pin là mã số 3, pin sạc, pin cộng sạc, sạc là 400, khỏi cần ghi số sạc nữa. Pin 600 rồi, cộng 400 sạc xong. Mã số 3, pin 600k nha. Rồi. Cộng sạc thì thêm 400 nữa. Rồi một cái bot. Bot này là bot không thang, hai chức năng, không thường, không búa nha. Điều tóc là đầy đủ hết nha, điều tóc là đủ hết. Không thường. Đảo chiều. Không thang nha, ngoại hình đẹp. Chống rung. Nha, mà thân máy chống rung. Mũi đâu ngậm thử. Buôn bán giải quyết cho anh em. Ngậm mũi. Lấy mũi. Không thương à. Không búa nè. Búa rồi đập. Ok ha. Rồi, thân máy. Máy là thân máy đẹp luôn. Lấy sao đây? Ấn xuống, ấn xuống. Lấy ra. Rồi. Thân máy không thang 36V, hai chức năng, ngoại hình đẹp. Ở trong còn sánh trưng à. Để anh em với giá là 1,050,000. Số 4. 1,050,000 cho một cây 36V, ba chức năng ha. Máy đẹp. Rồi. Mã này là mã số 4. Rồi
sạc này là sạc điện 220V, 110V cũng được, hiện nay đang cắm 110V nè. Còn này ghi 100V là mình ghi vô hết rồi nha. Đây là 220 được, 110 được. Nói chung là có điện nào anh em cắm điện đó. Rồi, nó sạc được cho 36W, tuột xuống tới 14.4. Đây, đây điện 110 lên xanh nha. Rồi nhét ảnh vô. Rồi chớp nháy. Này lên bóng nữa, lên bóng pin nữa nè. Chạy bóng pin nữa nè. Lại đang sạc ha. Rồi. Máy pin pin sạc. Pin sạc để anh em với giá là 1.1 triệu. Coi như là pin này là pin li-ông nha. Pin zin. Đó, test máy được ok hết. Mình dán niêm phong rồi lại hết rồi. Anh em về xài ớn á thì thay, mình không có bao pin bởi pin cũ. Nhưng mà test máy được ok hết nha. Búa là đặt âm âm. Rồi. Pin sạc 1.1. Mã số 5. Mã số 6, một cái board 14V4, 3 chức năng. 14V chứ phải 18V nha, 14V 3 chức năng. Thắng đã chiêu được tóc ngọt. Búa. Búa 1, búa 2. Con thường. Quá đỉnh nha, nó đỉnh là đỉnh. Rồi, bắn quyết cấp trượt. Trượt 1, trượt 2. Quá mạnh. Pin nhận sạc luôn nha. Đây, thử luôn pin nhận sạc luôn. Pin ăn đầy. Mới sạc xong. Này nè, nha. Mình mới sạc xong. Đó, chớp nháy là nó đang sạc nha. Rồi. Nói chung là pin là nhận sạc hết. Còn nó xài được bao nhiêu lâu á thì anh em xài ớn anh em thay xe thôi. Miễn sao mạch nó nhận sạc là anh em mua quốc thôi nha. Rồi. Máy với pin không sạc. Còn anh em cần sạc 36V hay là cái sạc luôn, mua luôn cái sạc, mua bộ pin sạc này hoặc là mua thêm sạc 14-18 thôi thì đó là tùy anh em. Anh em cứ alo đó. Máy là ok rồi nha. Đầu cổ cứng cáp, đầu 13 ly, rồi máy với pin để anh em với tổng thiệt hại ra đi là 7.5. Mã này mã số 6. 7.5, máy và pin chưa sạc. Mã số 8. Là một cây TD171, ngoại hình đẹp, Blades không thang 171. Chỉnh nhanh, chỉnh chậm có. Nha, 171 TD171 Machin Saban. Đầu cổ thì bao lắc. Chỉnh nhanh, chỉnh tắt. Chỉnh tắt ở trên ngón tay này. Rồi. Cái gì đây? Chỉnh bằng tay nha, còn chỉnh nhanh. Rồi. Lên đèn. Tắt đèn. Còn bắt đầu chỉnh tốc độ auto stop tùm lum la nè. Ngắt nè. Đừng để trước này là anh em ngắt nha. Chạy ra thì nó ngắt. Rồi bắt đầu là mình chạy vô không ngắt. Bốn cấp chỉnh ở bên mặt này,
Còn đây là một đốm mộc cấp chỉnh bên này. Đèn đèn đốm đầy đủ. Bốn cái búa trời. Những cái búa trời cho anh em máy là cái gì? Trên nguyên bản hết. Rồi. Thân máy nha. Thân máy nội hình đẹp nha, chữ bên L vẫn còn sáng sủa. Nha. Bàn phím không lắc rồi. Thân máy máy mình để cho anh em với giá là 1.950.000. Bao rẻ cho anh em cây này, cây 171 giờ là nằm giá 2.3, 2.4, 2.2 là cái máy tàn tàn này đó nha. Đây đẹp. Đẹp hết toàn bộ. Đẹp toàn diện. Rồi, thân máy số 7 1.950.000. Đầu cổ cứng hết nha, không nói chung mà không tặc quyền. 1.950.000. Pin 5 chấm, chưa buông, chưa tháo, chưa làm gì hết nha. 5 chấm, áp căng 20V5 nha, áp căng 20V5. Nhận sạc. Sạc này sạc RC điện 100V, ghi rõ vô đây luôn nha. Bởi vì cái nguồn này điện 100V là mình test luôn cả sạc 22 luôn cho nó thuận tiện cho anh em nha. Rồi lên đây là bao cho anh em nhận sạc có nhạc ha. Đó rồi nó chút thêm chấm nữa, thêm chấm xanh nữa đó lên rồi bắt đầu là nó nhận chừng nào nó đầy rồi thôi nha. Nói chung là mình đã kiểm tra rồi, pin 5 chấm này mà chưa buông chưa tháo mà áp còn 20V5 trở lên đó, anh em cũng biết trị giá là bao nhiêu rồi đó. Thấy chưa? Đẹp không? Rồi. Pin sạc. Đấy, pin sạc như thế này. Ha. Đấy. Pin sạc để anh em với tổng thiệt hại ra đi là 950.000. Mã này là mã số 8, pin sạc. Pin và sạc nha. Còn anh em muốn lấy pin cũng được. Mà anh em muốn lấy sạc cũng được là cược đúng nha. Rồi. Cần gì alo nha. Rồi. Pin sạc là 950. Còn anh em có nhu cầu xé cho anh em xé luôn nha. Rồi xé alo xé. Nhắn tin xé. Cái này xé là xé lẻ. Rồi. Pin sạc 36W máy bán rồi, còn pin sạc nằm đây nha. Pin sạc nằm đây. Rồi 1.050.000 luôn. Sạc điện 100V đi vô rồi nha. Cắm 22 nó không bà con không chưa. Chỉ cần cắm vô là cháy liền chứ không có làm cần làm gì nữa hết nha. Rồi nhận sạc. Chút nó chạy này. Sạc này sạc điện 100V. Đó. Nó dò pin nó tìm pin đầy đủ hết nó mới lên. Đó. Có cổng USB rồi tùm lum tùm la không đó. Áp căng. Rồi. Pin sạc 1.050.000. Số 9. Số 9 hả? Dạ. Ừ. Một không năm mươi. Số 10 là một số 10 cái này trước đây. Số 10 là một cây bot 3 chức năng.
18V. 18V đây cái này nào. Nhìn cái này. Mười tám von nha, gạch mani. Chưa làm chưa gì hết nha. Nó rớt nó bung ra vậy nè. Đó. Lấy mà đi rớt nó bung ra này nè. Rồi. Chưa có làm gì đó, còn viên cụm viên đôi vậy đó. Nó thiếu gì không? Còn này đủ nè, chân gặp mạch chân nè. Cò rồi đó, nói chung là sát đầu không có kẹt. Nha. Đầu không có kẹt. Cấp trượt là quay liền lạc. Ba chức năng. Búa nhỏ và búa lớn ha. Đấy. Hai cấp tốc độ gì tùm lum đó. Sát. Một anh em gì lấy phụ tùng, anh em làm gì làm. Hai anh em sửa lại nha. Mình mở ra tháo lại còn không được, gắn lại không được á. Rồi giao cho anh em. Máy nắp này nó rớt hết rồi. Thấy nó mù lăn mù lóc rồi. Nhẹ nhàng ra đi luôn nha. Còn ốc lò này nữa nè. Rồi. 18V 3 chức năng. Loại này loại búa nhỏ búa lớn nè. Nha, loại búa nhỏ búa lớn. À pin pin đó là pin pin gì móng ngựa để mình kiếm cái vỏ làm cho. Rồi, tặng cho anh em một cái vỏ còn mập nha. Mập thì không bao giờ chết nổi đâu. Cái tỷ lệ chết nó khó. Đó. À, 2 chấm. Nha. Cái mạch này cũng bèo lắm xị rồi. Mạch vỏ này cũng bèo lắm, cái bèo lắm, cái tệ lắm cũng xị rồi. Nha, vừa thay xeo hốt thôi. Rồi. Nhẹ nhàng ra đi với giá 350. Nguyên cụm này luôn, nha, nguyên bịch nha. Số 10. Ba trăm rưỡi. Hai chấm nha. 18V 2 chấm là pin của nó. Anh em giờ nhét năm xeo vô là hốt thôi, lẫm thế, lẫm kéo. Ha. Còn có pin dương có pin mua mình. Nha. Rồi. Số 11. Cái thùng boss nguyên zin nhưng mà nó mất một cái tay đỏ, đưa xa em thấy một cái tay đỏ mất nha. Tay này còn, tay này mất. Nhưng cầm thì nó cũng không có trục trặc gì hết. Nó cũng không có bị làm gián đoạn cục tình. Đấy nha. Nó cục tình mong manh nó làm sao nó y vậy. Cái này là thùng zin. Đó. Còn cái thùng Milwaukee là thùng đó là thùng không, là mình không nói zin với là không zin rồi nha. 1.5 AH nè. Boss vít boss của móng ngựa nè, 18V nè ha. Đấy, 18V đây. Đấy, 18V nằm đây, 18V nằm đây ha. Cái thùng là đẹp. Rồi. Sạc là sạc điện 100V. Đúng không? Cái gì cắm vô 22 giờ đủ thừa. À rồi điện 100V nha. Không có cắm 22 rồi gì hết. Sẵn nguồn nguồn này là mình cắm luôn cho anh em. Nguồn đang hiện 110. Rồi. Này sạc sao đây? Hả? Biết sạc sao đây? Không biết sao cái cục kia nó khác, cục này khác ta. Biết sạc sao đây? Hả? Từ nghiên cứu rồi. Cái cục này hay là lạ á. Mấy bữa mình ra bán cục này rồi mà sao cục này là lạ. À, rồi bên này à. 1.5 luôn nè. Sao cục này sạc sao đây? Đù, khá nuốt cái vậy. Sạc sao đây? Sao bỏ? Nó gà mờ dữ vậy ta. Anh em
rồi sạc sao đây ta hả? Anh em là xài cái này chưa, chỉ mình nha, bây giờ hơi lúa lúa cái này chút, cái đoạn này mà sao vô. Hả? Sao vô? Anh em coi coi sao vô được. À, sạc vậy. Anh có sạc ngay chỗ đây ta. Không phải không? Tầm tầm bậy bạ. À, nói vậy nè, ha. Đúng rồi đó, giờ mới nghiệm ra ha. Nó nói vậy cũng thông minh chút ha. Đó, nói chung là hôm nay nó tạm thời sạc 100W nha, cũng nó cũng thông minh chút. Nhưng mình chưa đụng gì hết đó. Rồi. Rồi, lẫm kẹo. À, chưa làm được. Cắm thì khỏi cục điện đây. Đó, nó lẫm được. Rồi lẫm nha, lẫm tiền. Rồi. Đó, vậy thôi. Nó sạc bằng dưới chân chứ không phải nó sạc lên đầu. Đôi khi mình nhầm lẫn. Mong anh em thông cảm bỏ qua. Nó lúa rồi nó sạc chân ha. Chứ mình không có bán máy hư cho anh em. Lỗi nó lỗi phải nó phải. Nên nó hư. Rồi đang sạc. Lấy sao? Ủa, lấy này bị đâu nè, à, lấy hả? Lấy sao? Lấy sao? Rút điện ra coi để nó hư pin giống gì chứ không phải sợ gì. Tự nhiên kêu lấy làm sao ạ? À? Nãy vô làm sao giờ lấy ra làm sao? À. Cũng không cần ấn, cũng cứ rút lên là xong. Ha. Rồi. Rồi, đúng rồi. Ngắt nó lên, ngắt cái đầu lên. Bóp cái này ngắt lên. Rồi, cục thứ hai. Đưa ngàm vô trước. Ấn xuống. Đồ đúng không? Mới ngu đó giờ bắt đầu chỉ người ta rồi đó. Rồi vô. Lậm thôi, ha, lậm. Lậm liền. Rồi để nó sạc đây, test cái máy. Máy đẹp. Chô chà. Rồi tờ sáng chân luôn, ha. Sáng hơn gương luôn, 18W. Hồi bữa anh bán nguyên bộ 18V là 1.150.000 mà không thùng không đôi hết, sạc dinh điện 100W luôn ha. Đồ đã đầu cổ bao lắc ha, búa bao đập 18V đó. Rồi, giờ khôn rồi nha. Nãy ngu giờ khôn rồi. Máy móc là ok, con motor nè, sáng giờ nè, sáng lòng lành như tô bánh canh luôn nè. Rồi, nó như vậy á. Hai pin, một sạc. À, bữa là cái bộ 1.150.000 kia chỉ có một pin thôi, là một giỏ. Này là hai pin nha. Rồi. Bỏ đây anh cục. Bỏ ở đây anh cục. Mới sạc bỏ đây. Còn cái này là cái túi nè, anh em bỏ phụ tùng đồ nghề nha. Đó. Phụ tùng đồ nghề đồ là anh em bỏ đây. Đấy. Cái thùng rin của nó chứ phải thùng độ, hay là lấy cái máy kia bỏ qua thùng này, lấy rau ông này cắm vô cầm bà kia nha. Cái nào rin nó rin, nào lô nó lô. Rồi. Nhẹ nhàng đã đi với giá 1.250.000. Đẹp chưa? Hai pin luôn, còn bữa là một giỏ pin thôi, như là một cục pin nha. Này là hai pin luôn, mấy triệu. Đấy. Rồi. 1.250.000. Tất cả hình thức thanh toán anh em chuyển khoản đủ, nhận hàng thanh toán phí ship cho mình. Giá cả mình đưa ra mua rẻ bán rẻ cho anh em liền, chứ mình không né đâu. Ha, mình chỉ cần ở cây máy là từ 70 tới 100 là mình trừ cái tiền thùng giấy băng keo ra, mình kiếm được chút là được rồi. Ăn vậy lâu nha, ăn ít là lâu. 11 1.250.000.
anh em coi một clip trước cũng 18 qua nha, nhưng mà nó cũng 1.150.000, nhưng một pin sống một pin chết nha. Còn này hai pin sống hai pin nhận sạc và thêm một cục sạc nữa mới chịu nha. Đấy rồi 11.250, 12 một cái cưa xích blade không than nha, sạc Mỹ điện 120V, hai pin đó, pin này cái bèo lắm là nằm giá 2.2.5 hết. Rồi pin thì nhận sạc ok hết rồi, áp căng pin mới đẹp còn nguyên siêu luôn, siêu đây mới chịu nha, còn nguyên siêu luôn mới chịu, pin zin Mỹ luôn này, siêu luôn. Cục này sao nó không có, nó nằm ở trên đây rồi, làm gì cái thằng này nằm ở ốc trên, nằm ở ốc dưới nha. Nó cũng là Ryobi 18 quên hết. Rồi lên có khởi động mềm cho em mới chịu, có khởi động mềm luôn nha. Làm 305 ngắt bóp cò không được nha. Đó. Vô rồi lên được chu, mình cắt thử rồi ngọt liệm thắng đồ vài bản khởi động mềm nữa mới chịu. Anh em nghe kỹ cái tiếng khởi động mềm đó nè. Rồi cái này là vừa test máy và vừa test pin. Rồi là một cục hai cục, anh em nghe tiếng máy êm ái không, mình chưa có vô nhớt cái đồ nha, bởi vì vô nhớt nó dơ, anh em về vô nhớt mở ra vô nhớt bờ lót rét không than. Đấy rồi máy là full rồi, máy mới đẹp nha, máy mới đẹp, quay tem rồi anh em coi bờ lót rét đây. Đấy rồi còn cái này là mình sẽ tăng lưỡi và giảm lưỡi, nới cái này ra 30%, bắt đầu mình tăng hạ lưỡi đó, tăng hạ lưỡi đây, dùng nè, tăng lên nè, giờ nó dùng nè, mình tăng lên nè. Đấy nha, siết tăng xong siết lại rồi không cần dùng tô vít gì hết nha, nó là 18V không than, thương hiệu từ Ryobi Mỹ Pháp Tây Ban Nha gì đó, Bluetooth nè, này chữ nổi Ryobi nè, có tự khó lan khó cò nè. Rồi bên đây là nhớt phải không, rồi nhớt vô đây đó, nhớt vô nè, có chống mắt nắp luôn ha, chống mắt nắp luôn, nghĩa là tháo ra nó giữ lại gớm vậy đó, thường phim kiếm hiệp nó diễn vậy không á. Rồi Blizzard còn mới tên luôn, chưa chạy trước luôn nha, có thể cái này hàng mới nữa không lo, mới tin nữa không lo. Đây có chạy chút thế này, có chút rồi, nó mới quá thì nói chung là nó dở đi, nó dở cái cục tình này ha. Rồi thân máy hai pin một sạc, bây giờ tới sạc, sạc là sử dụng điện 100V, nó là sạc riêng của nó là điện 120V nha, hàng Mỹ, nhưng mình sạc 110 cũng được mà 100V cũng được, cũng không sao ha. Rồi bắt đầu mình sạc rồi lên đèn đó, lên đèn nguồn của cục sạc, nhét ổng vô ổng chớp ha. Đó bắt đầu ổng lên xanh đây là ổng cần ổng chưa sơn xanh mới sạc, đây là nó dò pin rồi. Đó, nó sạc ha, nó sạc nó sạc đấy, vô lại nè, bắt đầu nó sạc, nó chuyển qua xanh đây nó dò pin thôi, nó chưa, để em lấy cái đồng hồ mình đo đầy rồi, đầy là nó đầy nha anh em nha, đứng ở đây nó còn chớp xanh là nó còn ấy nè, mà đau cục pin anh em mới biết được thế nào là gọi là
20/3 bình dinh của nó luôn nha. Một cục nó giòn rồi nó chuyển qua xanh là sạc xanh chớp 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 là nó sạc rồi đầy rồi ha. Bình áp căng 20/3 là nó biết rồi. Rồi cục nữa, cục thứ hai nó cũng ngăn giò cũng đầy luôn. Nói chung là nhận sạc, bởi vì mình đem về mình kiểm tra mình nhận sạc rồi nó đầy thì mình cho nó đầy luôn à. Rồi nhớ là sạc điện 120V nha, 120V ghi 100V cũng được, ghi 100V đi cho nó gớm chút. Anh em đừng cắm 22 nha, cắm 22 mới không, anh em điện thoại mình mua cái mới á. Ồ cái dán vô đây đâu được, có cái cục đồng vậy đây nè, cục giữ vậy nè, biết dán nào đây, dán đây, dán này cho nó ngầu nha, 100V. Đấy, 100V nha. Rồi một máy 2 pin 1 sạc nhá, giá nhẹ luôn nha. Giá nhẹ cho anh em luôn, 2.350.000, 2 pin zin 1 sạc zin và một cái máy 2.350.000, bộ lô đét không than đàng hoàng nha, máy chuyên siêu đẹp, máy siêu đẹp. Rồi 2.350.000 cho một cái bộ này, là mã này là mã số 12, 2.350.000. cho bộ này bao rẻ 1 triệu luôn, bao rẻ cỡ 700-800 triệu nha, bao rẻ cỡ cái giá đó luôn. Anh em mua phun bộ này cái bèo lắm, nó nằm giá phải 3.200.000 có bèo á, nhưng mà ngoại hình không bằng mình đâu nha. Rồi cái cây này là cây cũng Ryobi 18V3 chức năng đó nha, nó có là có búa nhỏ búa lớn này nè. Rồi bây giờ mình lấy cái pin này mình test luôn, anh em lỡ có cái này rồi có luôn cái này luôn là mình chơi luôn được thắng đảo chiều. Anh em thấy motor sáng trưng không? Rồi chức năng này chức năng gì đây? Búa nhỏ búa lớn á, búa à, rồi bắn quýt cấp trượt búa 1 búa 2 nữa nè. Đấy rồi và là mình bắn quýt cấp trượt. Trượt 1, trượt 2 đó, nó cũng trượt luôn nha. Để cấp khoan anh em mới chuyển qua cấp búa. Anh em để cấp khoan anh em mới chuyển qua cấp búa. Cái đầu búa nó dài đó nè, nó mạnh cực kỳ đó, búa mạnh búa yếu ha. Gớm không? Rồi nó là ba chức năng, nó chạy chạy vào đây chút xíu. Anh em lấy thì mình để cây này cho anh em với giá là 550.000 luôn. Cho anh nếu mà anh em mua cái bộ này, mua này thì khuyến mãi luôn 550.000, còn anh em lấy ngoài là cái thân máy này để anh em với giá là 650.000. Giờ mình bán nguyên bộ chung đi. Rồi nói chung là cái này riêng này 650.000 đi. Rồi mã số 13 650.000. Ba chức năng. Rồi anh em mua gì ủng hộ nha. Đó. Về giá cả là bao phải chăng luôn, bao anh em bị hố hàng đó. Rồi cảm ơn anh em ủng hộ, bye bye, chúc anh em may mắn và thành công.